Vâng, cửa hàng Mino xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và một trong video buổi sáng hôm nay ngày 13 tháng 10 thì bên mình tiếp tục nhập được thêm số lượng rất là nhiều tủ âm thanh về phục vụ bác, tủ rec cho phòng hát chuyên nghiệp này hoặc các bác nắp gia đình. Thì nhớ biết thì tủ âm thanh là một thiết bị gần như không thể thiếu đối với những bác nào bộ dàn gọi là nhiều đồ và muốn để cho nó gọn đẹp ở trong các không gian nhà, thì tủ âm thanh sẽ để gọn vào. Nếu các bác không có kệ thì để vào tủ rất là hợp lý nhé, nhà nào không có kệ gọn và sang trọng. Và mẫu tủ hôm nay em giới thiệu bác là mẫu tủ gỗ ép nhôm anh nhá, gỗ ép nhôm. Cái mặt nó là bằng gỗ ép sơn và khung nó sử dụng bằng khung nhôm hết anh nhá, khung nhôm hết, khung nhôm bắt đinh tán hết rồi, cực kỳ chắc chắn. Đây là dòng tủ sản xuất ở Việt Nam, trong tải tủ này thì vô tư rồi, nên là bán hơn 2 năm nay phục vụ bác rồi. Đây, trước mắt các bác là mẫu tủ 10U này, à gần 12U, xin lỗi nhé, 12U. Tôi thiết kế tủ này nó rất là tỉ mỉ ở cái điểm đó là các điểm các bác có đưa hai đường chờ dây sẵn cho các bác lối dây qua này, có thật gió tản nhiệt và gió này các bác đấu điện là 220 trực tiếp nhé, để chờ vào nó điện. Có cánh phía sau để mở rất là tiện lợi, trường hợp là cần đấu lại dây rắc gì đó cực kỳ tiện lợi đúng không ạ? Và có lỗ để đi dây ra sau này. Phía trước thì có cánh và mặt lưới thoáng, cực kỳ tiện lợi để cho thoáng mát ở trong dàn máy. Đó, một điểm mà em muốn nhấn mạnh đối với tủ này. Chung thiết kế cũng rất là đẹp. Và chắc chắn, cái điều quan trọng chắc chắn trọng tải nó như với tủ mà với size 12U này sẽ để được khoảng 5 thiết bị. Tối đa 5 thiết bị. Có độ dơ. Nhà khi các bác để 5 thiết bị thì nó sẽ có độ dơ được khoảng cách thừa, đây thì để có độ dơ thì nó thứ nhất thoáng hơn và cái thứ hai là nước ra vào dễ. Thì trong tủ mới tinh thì nó sẽ có một cái túi ốc để các bác bắt thiết bị nhé. Thì hôm nay bên chúng mình về được hai mẫu là tủ 10U và 12U thôi, không phải là dòng tủ không mixer bác nhé, không mixer. Thì cũng giá bao cái mức giá tốt nhất thị trường cho anh em, giá em dưới thanh đề luôn, với mà đây báo luôn tủ 10U em đang bán là 1,7 triệu, giá trên tại cửa hàng. Tủ 12U là 1,9 triệu giá trên tại cửa hàng, rất chắc khỏe bền đẹp. Đó là những cái gì mà em đánh giá về mẫu tủ này. Ở video em thông báo thứ nhất hàng về số lượng chỉ có tầm hơn 20 chiếc thôi, cả hai mẫu, mỗi mẫu hơn 10 chiếc. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua hai số điện thoại hotline là 0919182233, 0389840238. Đơn vị em thì cũng rất hay bán tủ âm thanh và cái mức giá hợp lý để phục vụ bác. Đó. Vì mới cả công dân công trình nữa nên là hay nhập tủ về. Các bác để vào phòng hát này gia đình. Đối với bác nhà nhà khoảng độ 4 thớt nhé. 4 thớt thì lấy con tủ 10U thôi. Hoặc là 5 thớt mỏng, tùy theo size nhà dùng đẩy như nào và đồ như nào. 5 thớt mỏng thì bác lấy 10U. À quên, không đo độ bình ấy, thành đo cho anh với. Em sẽ đo tủ 10U và 12U cho các bác sẽ dễ nhận biết để bác có thể lựa cho mình hợp lý nhé. Tủ 12U em đo từ chân lên luôn cho anh. Từ chân nó độ cao từ chân luôn. Độ chân nó rơi khoảng độ 68 anh nhá. 68 này, từ chân lên này. Nếu không chân thì nó trong ruột đi. Trong ruột nó rơi khoảng độ 58. 58 anh nhá, được chưa ạ? Còn tủ 10U thì nó sẽ là 50. Kia tủ 10U đây. Đo anh tủ 10U. Ruột em tính ruột thôi đấy, cái chân không tính. Dân nó 5587 nó phân. Ruột là 50 này, tủ 10U bác nhá. Đấy. Còn bề ngang nó kích cỡ chung rồi. À, tất cả bị dàn đều để bề ngang hết, chỉ có là độ cao bác lựa bác để đồ thôi. Thì tủ như em nói tủ 10U thì các bác để tối đa 5 thiết bị, những thiết bị mỏng vừa phải. Còn bình thường nó sẽ 4 thiết bị là đẹp. Còn tủ 12U có để 5 thiết bị bác nhá. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bác xem một video của mình. Các bác nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình, thì tại em quay là kho của mình. Thì đây thì sẽ để đồ chứa nhiều hơn. Và xin được chào tạm biệt ạ.